Phép giới thiệu với các thầy cô, tôi là Phạm Thị Hương, là một trong năm tác giả tham gia biên soạn cuốn sách mà các thầy cô sắp tới sẽ sử dụng để giảng dạy môn khoa học tự nhiên lớp 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì sáng nay thầy Giác đã chia sẻ với các thầy cô về những cái điểm mới của cuốn sách khoa học tự nhiên lớp 6. Và chiều hôm nay thì tôi xin được đồng hành cùng chia sẻ với các thầy cô về cái phương pháp dạy học cũng như là phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học môn khoa học tự nhiên lớp 6 khi chúng ta sử dụng sách Chân trời sáng tạo để dạy học. Thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều các cái ý kiến, các câu hỏi của các thầy cô trước từ nhà xuất bản giáo dục về cách thức sử dụng sách giáo khoa. Chúng tôi cũng đã tham khảo cơ bản là các ý kiến của các thầy cô đều tập trung vào phương pháp và cách thức tổ chức dạy học cũng như là kiểm tra đánh giá ba cái phân môn vật lý, hóa học và sinh học trước đây bây giờ tích hợp trong môn khoa học tự nhiên lớp 6 thì sẽ dạy học và kiểm tra đánh giá như thế nào, tổ chức chấm điểm rồi vào điểm rồi vân vân, tức là tất cả những cái vấn đề xung quanh cái việc là sẽ sử dụng sách này như thế nào. Và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục những cái thảo luận chia sẻ với nhau về cái cách thức chúng ta dạy môn này, làm thế nào mà cái việc dạy học môn khoa học tự nhiên lớp 6 sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và hiệu quả đối với cả giáo viên và đối với cả học sinh. Thì chắc là sáng nay các thầy cô cũng đã nhận được chia sẻ của thầy Giác về cái phân phối chương trình môn khoa học tự nhiên. Các bài trong sách khoa học tự nhiên thì được thiết kế thành các chủ đề và mỗi chủ đề thì gồm có các bài học. Trong các bài học thì số tiết được phân bổ theo cái hàm lượng thông tin, nội dung kiến thức của các bài. Chứ không có sự phân phối đồng đều. Cho nên là các thầy cô sẽ thấy là trong sách khoa học tự nhiên lớp 6 thì có những bài có số tiết là nhiều, ví dụ có những bài đến 5 6 tiết nhưng cũng có những bài chỉ có 1 đến 2 tiết thôi. Thì cái việc phân bổ tiết là phụ thuộc vào việc bài đó sẽ giải quyết một cái đơn vị kiến thức với cái hàm lượng nhiều hay ít và đáp ứng được cái mục tiêu như thế nào, đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Do đó mà khi tổ chức dạy học thì các thầy cô cũng cái phân phối chương trình mà thầy Giác đã chia sẻ trên nhóm đó thì là cái phân phối mà do nhóm tác giả gợi ý, cho nên các thầy cô có thể sử dụng trong khi các thầy cô thiết kế cái khi các thầy cô thiết kế cái kế hoạch dạy học của nhà trường, kế hoạch dạy học của bộ môn. Còn số tiết được thực hiện có linh hoạt hay không thì cái đấy hoàn toàn phụ thuộc vào cái yêu cầu của cái phân phối chương trình, xin lỗi, vào cái yêu cầu của cái kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch dạy học của nhà trường, hoặc có thể là một số phòng giáo dục thì có cái chỉ đạo trong cái việc là thiết kế cái chia cái số tiết như thế nào cho các thầy cô. Vì vậy mà cái phân phối chương trình này chỉ mang tính chất gợi ý chứ không có bắt buộc. Đó. Và tùy thuộc vào đối tượng học sinh, tùy thuộc vào cái điều kiện thực tiễn thì các thầy cô có thể tổ chức tiết học theo cái gợi ý hoặc không theo gợi ý. Đối với những cái lớp học mà có thể bài đó phân phối là 3 tiết. Tuy nhiên đối với các thầy cô khi dạy những cái lớp có cái trình độ học sinh cao chẳng hạn, có nhiều em khá giỏi, cái năng lực tiếp thu nhanh thì các thầy cô có thể đối với bài đó thì các thầy cô có thể là dạy trong thời gian ít hơn và tăng cường hơn cái thời gian để học sinh có cái cơ hội để thực hành trải nghiệm rồi tham gia vào những cái hoạt động khác của môn học như là hoạt động trải nghiệm hoặc là thực hiện các cái dự án, các cái đề tài nghiên cứu mà các thầy cô có cái định hướng ngay từ đầu năm học trong cái phân phối chương trình trong cái kế hoạch của bộ môn.
Có một số thầy cô có comment là không nhìn thấy màn hình, thì rất là nhiều thầy cô đang comment là không nhìn thấy màn hình. Nên là nhờ các thầy cô, nhờ các anh chị, các bạn kỹ thuật viên, các bạn hỗ trợ về cái này cho giáo viên với ạ. Nếu mà giáo viên mà không thấy màn hình xe thì sẽ rất khó theo dõi cái buổi tập huấn. Nên là nhờ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, rất nhiều thầy cô thấy không thấy màn hình thì không hiểu vì sao. Còn lại những thầy cô khác mà không comment thì chắc là đã nhìn thấy màn hình đúng không ạ? À, trước khi đi vào những cái cụ thể thì tôi xin được giới thiệu với các thầy cô là những cái lưu ý chính khi chúng ta sử dụng sách khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo để dạy học. Thứ nhất là cái lưu ý thứ nhất khi chúng ta dạy học môn này là chúng ta phải phát huy được cái làm thế nào khi tổ chức dạy học chúng ta phải phát huy được tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Cái này thì rất là nhiều giáo viên hiện nay đã tiên phong, mặc dù chưa thực hiện chương trình mới, chưa có cái yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên là giáo viên đã rất nỗ lực, rất cố gắng trong việc là tiếp thu những cái xu thế đổi mới về phương pháp dạy học để tổ chức dạy học theo cái định hướng là tăng cường cái tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên là những cái phương pháp và cách thức tổ chức của các thầy cô thì có thể là chưa đạt đến cái hiệu quả tối ưu của các cái phương pháp đó. Thì trong dạy học môn khoa học tự nhiên lớp 6, các thầy cô cố gắng là cùng với các cái mô đun được tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các thầy cô đọc thêm các cái tài liệu tham khảo và tham khảo thêm sách giáo viên của nhà xuất bản. Thì ở đó tác giả có giới thiệu với các thầy cô một số cái phương pháp và kỹ thuật dạy học, tức là có định hướng một số phương pháp dạy học cho từng cái nội dung trong sách giáo khoa. Có thể là những cái định hướng, những cái gợi ý của tác giả giáo viên cảm thấy là phù hợp, nhưng cũng có những giáo viên cảm thấy chưa phù hợp thì các thầy cô có thể thay đổi và linh hoạt sử dụng những cái phương pháp khác, vì sách giáo viên chỉ mang tính chất là gợi ý, định hướng và hướng thì cô sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, chứ không cũng không có cái tính áp đặt là đối với cái nội dung đó thì phải dạy bằng phương pháp đó hay kỹ thuật đó thì mới hiệu quả, mà đó chỉ là những cái gợi ý. Tất nhiên những gợi ý đó cũng đã được các tác giả nghiên cứu khá kỹ và cũng đã có những cái thực nghiệm, nên là giáo viên cũng có thể là khi các thầy cô sử dụng thì các thầy cô cũng có thể là tham khảo những cái gợi ý này của các tác giả. Thì theo cái kim tự tháp học tập của Viện Nghiên cứu Giáo dục Mỹ đã đưa ra các cái mức độ tiếp thu của người học thì các thầy cô thấy là với cái tỷ lệ tiếp thu của người học theo các cái cách dạy thì cái việc mà chúng ta giảng bài theo phương pháp truyền thống, tức là chúng ta thường là chúng ta sẽ dạy học một chiều này, thuyết trình nhiều này, rồi gần như là học sinh nghe thụ động, thì cái mức độ tiếp thu là chỉ khoảng 5% thôi. Nhưng mà theo cái tháp này thì cái việc là cho học sinh học qua trải nghiệm hoặc học sinh tham gia vào thảo luận nhóm thì cái mức độ tiếp thu sẽ của người học sẽ tăng lên và sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đặc biệt đối với môn khoa học tự nhiên là môn khoa học gắn liền với thực tiễn và đời sống, là môn khoa học rất gần gũi với người học. Đặc biệt cái nội dung của lớp 6 cũng vậy, đó là những cái nội dung về các sự vật hiện tượng, các cái tình huống trong thực tiễn, trong tự nhiên. Vì vậy mà khi tổ chức dạy học thì rất thuận lợi cho giáo viên tổ chức để phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Còn cái có cái thước đo nào để thấy cái tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học hay không thì giáo viên sẽ cảm nhận được qua các cái giờ dạy của mình, bằng việc là nếu mà thầy cô đổi mới cái phương pháp dạy học, thay đổi cái cách thức tổ chức dạy học từng cái bài trong sách thì các thầy cô sẽ thấy là học sinh sẽ cảm thấy thích thú với cái bài học của mình hơn. Còn mỗi học sinh thì sẽ có những cái cách học khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta đa dạng hóa các cái cách
dạy học thì các cái phương pháp dạy học ạ, thì sẽ chú trọng được cái tính tích cực và tạo cơ hội cho học sinh được chủ động sáng tạo trong mỗi bài học và mỗi hoạt động của giáo viên. Đấy là cái lưu ý thứ nhất khi chúng ta sử dụng sách khoa học tự nhiên để dạy, khi chúng ta sử dụng sách khoa học tự nhiên, bộ sách Chân trời sáng tạo. Và khi thiết kế sách thì cái ý tưởng của các tác giả là cũng hướng tới cái việc tối đa cái tích cực chủ động của người học thông qua việc là giới thiệu cho học sinh cứ mỗi một cái khái niệm mới, một cái kiến thức mới thì đều có những cái minh họa bằng cái kênh thông tin rất đa dạng, và cái kênh thông tin chủ đạo trong sách giáo khoa khoa học tự nhiên là cái thông tin qua kênh hình. Những cái hình ảnh rất quen thuộc ở đời sống thì được đưa vào trong 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 sách giáo khoa, rồi thông qua các cái tình huống thực tiễn, rồi thông qua các cái thí nghiệm quen thuộc, thì từ đó thì học sinh sẽ có cái cách thức để học sinh tìm hiểu thông qua cái hệ thống các cái câu hỏi thảo luận ở bên cột bên phải của sách giáo khoa ấy, thì là các cái câu hỏi được thiết kế cũng với những cái tâm ý rất rõ ràng của tác giả là hướng cho học sinh quan sát các cái kênh thông tin, đọc, tìm hiểu, phân tích kênh thông tin để tìm ra cái câu trả lời cho các câu hỏi thảo luận. Và thông qua các câu hỏi thảo luận được thiết kế từ mức độ dễ đến mức độ khó, và cũng theo bốn cái mức độ thinking level, tức là bốn cái mức độ tư duy, là từ mức độ biết, hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Thì thông qua những cái câu hỏi như vậy, mỗi một câu trả lời cho một câu hỏi ở các mức độ như thế thì sẽ dẫn dắt học sinh đến cái kết luận ở cuối các cái hoạt động. Thì các kết luận đó chính là những cái thông tin mà được tác giả cô đọng tóm tắt ngắn gọn nhất phù hợp với cái nhận thức của học sinh lớp 6. Cách dùng câu chữ cũng như là cách diễn đạt cũng phải dựa trên cái nền tảng là học sinh đã có cái kiến thức đó ở cấp học dưới hay chưa, và học sinh có tiếp tục được học về cái nội dung đó ở bậc học cao hơn hay không, thì là cái kết luận đó là sẽ được đưa ra diễn đạt một cách phù hợp nhất cho cái nhận thức của học sinh lớp 6. Cho nên có những cái khái niệm các thầy cô thấy là ở lên cấp 3, lên học ở cấp 3 thì sẽ được phát triển khó hơn, thông tin nhiều hơn và sâu hơn, phân hóa hơn. Còn ở lớp 6 thì chỉ ở cái mức biểu hiện để học sinh nhận thức được vấn đề đúng với cái yêu cầu cần đạt của chương trình đặt hàng. Đó là đầu ra của cái nội dung kiến thức đó thì chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Thì tất cả những cái diễn đạt trong sách giáo khoa đều có những cái ý đồ và mong muốn rằng các thầy các cô khi chúng ta sử dụng sách thì các thầy cô cũng hiểu được cái quan điểm tiếp cận cũng như cái ý đồ của tác giả, thì các thầy các cô sẽ truyền tải lại cái cách thức tự học cũng như là hướng dẫn học sinh cách học, cách sử dụng sách giáo khoa làm thế nào để học sinh được học môn khoa học tự nhiên hấp dẫn, lý thú, nhẹ nhàng, nhưng phải đáp ứng được cái mục tiêu dạy học, mục tiêu của chương trình. Đó là cái lưu ý thứ nhất khi các thầy cô sử dụng sách giáo khoa để môn khoa học tự nhiên 6 bộ sách Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản giáo dục để chúng ta dạy học. Cái thứ hai, cái chú ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói với các thầy cô, muốn chia sẻ với các thầy cô đấy là khi dạy học môn khoa học tự nhiên lớp 6 thì các thầy cô hãy ưu tiên cái việc rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Thì rõ ràng là cái đích của cái quá trình dạy học đấy là học sinh có thể vận dụng được kiến thức, kỹ năng được học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, thông qua đó mà hình thành được những cái năng lực cá nhân cũng như là những cái năng lực liên nhân, rồi hình thành những phẩm chất tốt đẹp được đưa ra và được tóm tắt trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Và những cái yêu cầu trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng là những cái vấn đề nổi cộm của
đối với giáo dục toàn cầu. Cái cơ sở để Bộ Giáo dục đưa ra cái chương trình cũng chính là cái những cái chung mà các nước trên thế giới đang hướng tới, UNESCO đang hướng tới, là hướng dẫn, là hướng cho tạo cơ hội cho học sinh được hình thành những cái phẩm chất và kỹ năng, năng lực cốt lõi để học sinh có khả năng là phát hiện và giải quyết các cái vấn đề trong học tập, trong cuộc sống, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng. Như vậy thì đối với môn khoa học tự nhiên 6 của chúng ta cũng vậy, học sinh được mới bắt đầu từ lớp cấp tiểu học lên, và đầu lớp 6 là lớp đầu cấp, cho nên là những cái suy nghĩ cũng như là những cái kỹ năng của các em thì cũng mới bắt đầu được được hình thành thông qua những cái bài học. Cho nên là có thể cái hàm lượng kiến thức, cái thông tin về kiến thức các thầy cô thấy trong sách khoa học tự nhiên lớp 6 sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái chương trình hiện nay chẳng hạn. Thì các thầy cô cũng hiểu rằng với cái thông tin khoa học và kiến thức hàn lâm sẽ giảm đi, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ làm cho cái tiết học, làm cho các cái hoạt động của học sinh ít đi, mà với cái hàm lượng kiến thức hàn lâm giảm đi thì đồng thời sẽ có cơ hội để chúng ta tổ chức nhiều hơn các cái hoạt động rèn luyện kỹ năng, năng lực và phát triển phẩm chất cho học sinh. Vì thế mà trong các cái giờ học thì với cái số tiết nhiều mà lượng thông tin ít thì các thầy cô sẽ tăng cường hoạt động, tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, rồi các cái tình huống để học sinh có thể là có cơ hội để hoạt động và trải nghiệm, có cơ hội để rèn luyện các cái kỹ năng cá nhân của mình, rồi kỹ năng hợp tác, vân vân. Thì trong màn hình thì các thầy, trên màn hình thì các thầy cô thấy là cả một cái lớp học ở nước ngoài thì là các con được được gần như là thoát khỏi cái không gian lớp học truyền thống, không có cái chuyện là trên bục giảng là giáo viên sẽ đứng tổ chức dạy học bằng cách là thuyết trình là chủ yếu, và học sinh thì ngồi khoanh tay mắt nhìn lên bảng lắng nghe. Thì những cái lớp học kiểu như vậy sẽ không phù hợp với cái việc là tổ chức dạy học phát triển năng lực. Và lớp học ở bên nước ngoài cũng khá đông, cũng không phải là lớp học 10 đến 20 người, mà các góc học tập như thế này cho thấy là những cái lớp học của các con cũng cũng 4-50 học sinh giống như ở Việt Nam. Tuy nhiên là cũng không phải là hoạt động nào chúng ta cũng cho các con tập hợp thành một nhóm, mà cũng có những hoạt động chúng ta cũng nên là để cho học sinh là tức là tham gia vào các cái nhóm học tập, nhưng cũng có những hoạt động, ví dụ như hoạt động cá nhân thì các con vẫn ngồi theo cái lớp học truyền thống và giáo viên đưa ra các cái vấn đề, và tùy thuộc cái việc dạy học rất linh hoạt, tùy thuộc vào nội dung kiến thức, tùy thuộc vào cái học sinh, phụ thuộc vào các em học sinh ở trong lớp, trình độ học sinh, phụ thuộc vào cơ sở vật chất của từng trường mà chúng ta sẽ linh hoạt tổ chức. Nhưng các thầy cô lưu ý là chúng ta phải ưu tiên cho việc rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và trong học tập. Nghĩa là như thầy Giác đã từng nói trong cái buổi sáng tập huấn ấy, là chúng ta cố gắng làm thế nào mà đưa thực tiễn vào bài học và đưa bài học vào thực tiễn để các con không cảm thấy là những cái vấn đề mình học là xa lạ và không áp dụng được vào cuộc sống. Thì đó là cái lưu ý thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với các thầy cô khi các thầy cô dạy môn khoa học tự nhiên lớp 6. Cái thứ ba là cái lưu ý thứ ba là các thầy cô hãy linh hoạt, cố gắng vận dụng các phương pháp giáo dục khác nhau vào để tổ chức dạy học cho phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và cái điều kiện của cụ thể của từng lớp học, từng trường học. Thì các thầy cô cũng đã được tập huấn các cái chương trình của bộ rồi. Với cái module 2 thì các thầy cô đã được tập huấn về rất nhiều các phương pháp và kỹ thuật dạy học. Thì cái phần này chúng tôi cũng không nói nhiều, bởi vì thời gian của chúng ta sẽ dành nhiều sang cái phần thảo luận. Thì sáng nay những cái vấn đề gì thầy Giác đã giải đáp được
thắc mắc cho các thầy cô rồi thì chiều nay các thầy cô không hỏi lại nữa. Nhưng mà những cái vấn đề mà các thầy cô vẫn đang còn băn khoăn, chưa biết cách sẽ tổ chức dạy học môn này thế nào, tổ chức đánh giá thế nào và các cái nội dung cụ thể trong sách ra sao, thì các thầy cô chiều nay chúng ta lại sẽ tiếp tục là chúng ta thảo luận với nhau. Và tôi sẽ cố gắng trình bày nhanh về phần phương pháp, sau đó chúng ta sẽ dừng lại để các giải đáp thắc mắc cho các thầy cô toàn bộ về phương pháp. Rồi sau đó chúng ta giải lao. Chúng ta giải lao xong thì lúc vào thì chúng ta có 20 phút giải lao xong, nên lúc vào thì tôi sẽ giới thiệu nhanh về cách thức kiểm tra đánh giá. Và các sau đó còn thời gian còn lại đến hết buổi chiều thì chúng ta sẽ dành thời gian để giải đáp các thắc mắc cho các thầy cô ạ. Về cái vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt thì chắc chắn là các thầy cô trong chúng ta là đã từng sử dụng một số cái phương pháp dạy học, có thể là những phương pháp dạy học truyền thống, cũng có là những cái phương pháp mới. Thì chúng ta nói là các phương pháp dạy học hiện đại, nhưng thực chất là những phương pháp đó đã được dùng từ rất xa xưa. Chỉ có là gần đây thì được chúng ta được những phương pháp đó được nói đến nhiều hơn và được sử dụng nhiều hơn. Và những phương pháp đó người ta gọi là những phương pháp dạy học hiện đại hoặc là phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên bản thân tôi cho rằng cái việc dạy học tích cực thì không có phân biệt phương pháp. Đã là phương pháp dạy học thì bao giờ cũng là cái cách thức tổ chức của giáo viên để tổ chức cho học sinh tham gia vào các cái hoạt động học tập. Vậy thì cái cách thức mà giáo viên tổ chức, bao giờ người dạy cũng mong muốn là học sinh sẽ thông qua cái hoạt động mà mình tổ chức, thông qua cái phương pháp mà mình sử dụng thì sẽ người học sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn, hình thành phát triển năng lực tốt hơn. Tuy nhiên thì hiện nay so với trước đây, nếu như trước đây là chúng ta sử dụng các phương pháp dạy học phần lớn là để cung cấp thông tin, thì như vậy trước đây những phương pháp đó có gọi là những phương pháp lạc hậu hay là truyền thống những phương pháp lạc hậu hay là những phương pháp mà gọi là nhiều người nói là cổ hủ hay gì đó không ạ? Thực ra ấy, thì là trước đây nếu mà chúng ta sử dụng những phương pháp dạy học hiện đại có thể chưa chắc đã phù hợp, nhưng chúng ta sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống thì lại phù hợp với bối cảnh lúc đó, bởi vì kênh thông tin chủ yếu, nguồn kiến thức chủ yếu mà học sinh nhận được là từ giáo viên, là từ sách giáo khoa. Đó. Và giáo viên phải cố gắng làm thế nào để cái thông tin mà mình cung cấp cho học sinh càng nhiều càng tốt, và ít nhất cũng phải hết được cái lượng thông tin có trong cái chuẩn kiến thức kỹ năng mà Bộ Giáo dục yêu cầu. Tuy nhiên, ngày nay thì cái kênh thông tin được cung cấp không phải chỉ từ nguồn sách giáo khoa và giáo viên, từ các thầy cô nữa, mà nguồn cung cấp thông tin bây giờ rất đa dạng với cái bùng nổ công nghệ thông tin, với cái ảnh hưởng lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì rõ ràng là cái kênh thông tin mà học sinh tìm kiếm sẽ trở nên đa dạng và hiệu quả hơn nhiều những gì mà giáo viên cung cấp. Nếu như chúng ta hướng cho học sinh cách tự học, hướng dẫn cho học sinh cách tự tìm kiếm thông tin, thì học sinh có thể chỉ bằng một cái click chuột thôi, học sinh có hẳn tất cả những cái thông tin mà chưa chắc giáo viên đã nhớ hoặc cung cấp kịp thời trong cái thời điểm đó mà học sinh muốn tìm hiểu. Chúng ta không ai dám khẳng định, kể cả những giáo sư rất giỏi cũng không dám khẳng định là tôi sẽ trả lời được ngay tức thì hết tất cả các câu hỏi của người học, bởi vì là thông tin và kiến thức là vô vàn vô tận như vậy, không có giáo sư nào có thể khẳng định mình có thể bao phủ được hết, mình là một cuốn từ điển bách khoa, không ai dám khẳng định điều đó. Nhưng Google thì có thể trả lời được cái chuyện đó, Google có thể hỗ trợ học sinh trong việc tìm kiếm thông tin hiệu quả, tìm kiếm thông tin mà không phải là những cái thông tin trong nước, mà những cái thông tin được cập nhật từ nước ngoài cũng bằng một click chuột thôi. Đó. Vậy việc đổi mới phương pháp để làm thế nào học sinh có khả năng, có cái năng lực tìm kiếm thông tin và cập nhật những thông tin trên thế giới, thì là đó cũng là một cái nhiệm vụ của giáo viên. Và cái việc đổi mới phương pháp dạy học là thực sự cần thiết, bởi vì cái việc cung cấp thông tin bây giờ nó nhẹ nhàng hơn. Không phải như ngày xưa là giáo viên, chỉ có mình giáo viên có là người cung cấp thông tin cho học sinh thôi. Học sinh cùng lắm là có thêm là một số cái sách tham khảo, thế còn những cái kênh khác là không có. Ngay như cái thời mà chúng ta, cái thời mà những người mà sinh năm 82, 88 đầu 8 đấy, thì là các thầy cô thấy là cái kênh thông tin của chúng ta cũng còn nghèo nàn hơn bây giờ rất là nhiều. Đấy, vậy thì cái phương pháp dạy học thay đổi là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Thì cái hình này thì các thầy, cái sơ đồ này thì các thầy cô cũng đã rất là quen thuộc rồi. Ở vị trí nào đi chăng nữa, ở phương pháp nào đi chăng nữa, ở cái quan điểm dạy học nào đi chăng nữa, thì người dạy vẫn là cái người mà đóng vai trò quyết định, và người ta cũng không 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 thể không 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 khẳng định được rằng là phương pháp này thì người học là trung tâm hay phương pháp kia là người dạy là trung tâm. Theo tôi, hai cái đối tượng đều là trung tâm của quá trình dạy học, phải là người dạy và người học, chứ không thể là nói rằng là người dạy chỉ là mang tính chất là người quan sát, theo dõi, còn người học mới là trung tâm. Thì tôi cho rằng là người dạy là trung tâm bởi vì cũng là trung tâm, và người học cũng là trung tâm bởi vì người dạy phải thiết kế được cái môi trường, thiết kế được cái hoạt động để cho người học tham gia vào. Và như vậy là người học hoàn toàn làm những cái hoạt động của người học, cái trung tâm của cái buổi học đó là người học hoạt động. Tuy nhiên là hoạt động trên cơ sở là hoàn toàn có kiểm soát của người dạy, chứ không phải là tổ chức các hoạt động xong là người dạy mất kiểm soát. Thì như vậy thì người dạy mới mới không còn cái vị trí trung tâm nữa. Vì thế có những cái câu hỏi đặt ra là vậy thì với cái đổi mới như dạy học hiện nay, lấy người học làm trung tâm và giáo viên chỉ là người hướng dẫn thôi, vậy vậy thì có giảm đi cái vai trò của giáo viên hay không? Thì tôi cho rằng là vai trò của giáo viên ở bất cứ một cái giai đoạn giáo dục nào và ở bất cứ một cái bối cảnh giáo dục nào, thì người dạy cũng là cái người mà chiếm cái vị trí là quan trọng nhất trong cái việc là trong cái việc quyết định sự thành công của cái hoạt động dạy học. Bởi vì người học sẽ người dạy sẽ phải thiết kế và phải kiểm soát được người học, kiểm soát được cái quá trình người học hoạt động để chiếm lĩnh tri thức. Đấy, cho nên là việc vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt như thế nào lại phụ thuộc vào nghệ thuật sư phạm của các thầy cô. Không có ai dám khuyên các thầy cô rằng là không có ai dám khẳng định với các thầy cô là các thầy cô dạy bằng phương pháp này sẽ hay hơn dạy bằng phương pháp khác. Các người người ta chỉ có thể khuyên các thầy cô là các thầy cô nên sử dụng phương pháp này, có thể sử dụng phương pháp này, chứ không ai dám khẳng định là phương pháp này sẽ hay hơn phương pháp khác. Bởi vì cái hay hay không á, nó phụ thuộc vào hiệu quả của quá trình dạy học. Một giáo viên có thể sử dụng phương pháp thuyết trình nhưng vẫn tích cực hóa được hoạt động của người học. Thầy đó, cô đó thuyết trình đến đâu, học sinh lắng nghe và lĩnh hội được kiến thức đến đó. Học sinh có khả năng phát triển cái tư duy phân tích khi giáo viên dừng lại đặt vấn đề về cái mà mình đang thuyết trình, tức là thuyết trình có kết hợp nêu vấn đề chẳng hạn. Học sinh vẫn tư duy khi giáo viên thuyết trình. Vậy thì và học sinh hoàn toàn chủ động lắng nghe, học sinh chủ động ghi chép, học sinh hiểu bài, thì cái việc là giáo viên đó sử dụng cái phương pháp thuyết trình đó cũng là dạy học tích cực. Tức là tích cực nghĩa là hoạt động hóa, là làm cho người học chủ động học tập, người học chủ động nghe, chủ động tư duy, chủ động hiểu hiểu bài một cách chủ động, chứ không phải học thuộc, không phải ghi nhớ máy móc, không có bị ép, bị gọi là bị áp lực về mặt phải 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 thuộc bài vân vân chẳng hạn. Thì cái phương pháp đó cũng được xem là phương pháp dạy học tích cực. Đó, tích cực tức là hoạt động hóa được người học, làm cho người học tham gia vào bài học một cách chủ động. Thì với những cái chia sẻ như vậy thì tôi rất mong rằng các thầy cô hãy tham khảo thêm các cái phương pháp dạy học. Hiện nay thì tài liệu về các phương pháp dạy học thì nhiều vô cùng. Các thầy cô chỉ cần lên Google, các thầy cô gõ về các phương pháp dạy học tích cực này, kể cả từ khóa tiếng Anh, kể cả từ khóa tiếng Việt, thì nó hiện ra rất là nhiều các cái tài liệu. Và các tác giả cũng có rất là nhiều các cái tài liệu tập huấn về phương pháp dạy học của Việt Nam cũng như là của nước ngoài. Thì nếu các thầy cô cần thì tôi thấy là thầy Giác đã có một cái nhóm khoa học tự nhiên chín, thì tôi sẽ chia sẻ lên đó cho các thầy cô. Các thầy cô tham khảo thêm. Cuối cùng và cái lưu ý thứ tư đó là
chúng ta tổ chức dạy học một cách đa dạng các cái hình thức, như là các thầy cô thấy đó, ngoài cái lớp học truyền thống thì có thể là học trong phòng thực hành, có thể là học ngoài vườn trường, có thể là qua tham quan thiên nhiên, có thể là trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, cơ sở các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn vân vân. Tức là tất cả những cái bài học mà phù hợp với cái hình thức tổ chức nào thì các thầy cô nên là tổ chức để tăng cường thay đổi cái đa dạng hóa cái hình thức học tập. Có thể là học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, có thể học thông qua dự án, có thể tự học vân vân. Như vậy là mình làm cho học sinh khi mà mình đa dạng hóa các hình thức học tập ấy, cái nội dung kiến thức mà mình học, ví dụ như bài tham quan thiên nhiên mà các thầy cô tổ chức trong lớp học thì rõ ràng trong lớp học truyền thống thì rõ ràng nó sẽ không hiệu quả bằng học sinh trải nghiệm ngoài thiên nhiên, học sinh tìm cây con trong vườn trường, học sinh có thể phân biệt cây một lá mầm, cây hai lá mầm trong vườn trường, có thể là quan sát lá, hoa quả, quan sát rễ vân vân ở vườn trường, thay vì cái việc là các thầy cô chiếu cái cây lên và yêu cầu học sinh là phải ghi nhớ đâu là thân đâu là rễ vân vân. Thì rồi là học trong phòng thực hành cũng vậy, các cái bài học vật lý, các bài học hóa học sinh học thì có những nội dung là cần học sinh sẽ tham gia vào các cái thao tác để tạo ra những cái thí nghiệm chứng minh cái kiến thức lý thuyết đã học, thì như vậy làm cho cái giờ học trở nên sinh động. Và việc dạy học thành hay bại phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của học sinh khi học bài. Các thầy cô đã từng trải qua những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường và đến giờ thì các thầy cô cũng vẫn cứ thỉnh thoảng vẫn trải qua những cái lúc mà mình đóng vai trò là người học. Cho nên các thầy cô cũng hiểu rằng là cái tâm trạng của người học ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giờ học. Nếu học sinh không thích, nếu học sinh buồn chán, nếu học sinh cảm thấy không thú vị thì các thầy cô cố gắng đến đâu cũng vô ích. Đó, giống như khi chúng ta ngồi tập huấn cũng vậy. Nếu các thầy cô chán, các thầy không muốn nghe thì người khác có nói đến đâu cũng không nào vào đầu được. Đó, vậy thì làm thế nào để thích, để cho học sinh thích thú với giờ học của mình? Thì cái lứa tuổi của các con là cái lứa tuổi mà rất tò mò, rất thích khám phá. Vì vậy với mỗi một tình huống, với mỗi một nội dung kiến thức của bài thì mình hãy làm cho nó trở nên là mới lạ đối với học sinh. Rõ ràng là cái mà gây chấn động vào bộ não học sinh trước, cái mà làm cho kích thích não tư duy trước chính là cái mới độc lạ. Kiến thức mà cứ dạy những cái quen thuộc học sinh cũng không thích. Vì vậy mà những cái nội dung kiến thức mà học sinh cảm thấy bình thường đó thì mình đưa thành một cái tình huống nó mới độc lạ thì học sinh thích. Đó, vì thế mới có phần khởi động, vì thế mới có những câu hỏi mà mang tính liên hệ thực tiễn, rồi những cái bài tập mà kích thích tư duy chẳng hạn, thì cái đấy là nhằm cái việc là kích thích cái nhu cầu nhận thức, cái nhu cầu cái sở thích của học sinh đó. Cho nên là ngày hôm nay nội dung này thầy dạy phương pháp này, ngày mai thầy lại có một cái cách thức tổ chức khác. Rồi mỗi một ngày thì thầy thổi vào bài học một cái luồng gió mới, một cái luồng sinh khí mới thì học sinh cũng như vậy thôi. Chứ mình không thể là hôm nay mình cũng hoạt động nhóm, xong hoạt động một mình cũng nhóm, hoạt động hai mình cũng nhóm. Hoặc là cả buổi mình thuyết trình xong hôm sau mình cũng thuyết trình thì chắc chắn là học sinh sẽ không thích. Vì lứa tuổi của các con là lứa tuổi tuổi mà thích mới lạ cơ. Và học biết các con thích mới lạ thì mình chỉ cần có một vài cái thổi vào đó một vài những cái mới lạ thôi thì cái bài học của mình sẽ trở nên hấp dẫn thôi. Mình mỗi ngày mình dùng một cái phương pháp dạy học, mình kết hợp với một kỹ thuật dạy học, mình biến thể những cái kỹ thuật dạy học mình biết đi. Cũng là cái kỹ thuật dạy học đó nhưng mà hôm nay thầy lại biến đổi nó đi một chút. Cũng là cách hỏi nhưng hôm nay lại thầy lại không hỏi theo kiểu truyền thống nữa, thầy lại hỏi câu hỏi ngược chẳng hạn. Đó. Cũng là cái lớp học đó nhưng mà hôm nay thầy lại vận dụng cái mô hình khác, là hôm nay là thầy hôm sau thầy cho chuẩn bị bài học ở nhà đọc trước, và hôm sau việc là thầy lên lớp thầy sẽ không, những cái kiến thức đơn giản thầy sẽ không dạy nữa, mà bây giờ thầy chỉ đặt câu hỏi cho các em thôi, hoặc là các em sẽ đặt câu hỏi cho thầy đó, hoặc các em có thể đóng vai trò là người giảng lại cho giáo viên, hoặc là người là chuyên gia để cho giáo viên chất vấn, hoặc là giáo viên hỏi những cái vấn đề về nội dung kiến thức của bài hôm đó. Tức là mình có thể thay đổi hết các cái, trải qua nhiều cái phương pháp, cái cách thức khác nhau. Thì tôi tin rằng chỉ cần học sinh yêu thích môn học của chúng ta, yêu thích
chúng chính bản thân chúng ta. Các con yêu cô, các con thích học môn của cô thì hiệu quả dạy học môn của cô sẽ tốt lên. Đó. Còn cô có nói gì, cô có dọa gì đi nữa thì học sinh mà đã chán rồi, đã không thích rồi thì mình áp dụng cái gì cũng rất là khó. Đấy, cho nên những nhiều giáo viên có kinh nghiệm về phương pháp dạy học, những cái tiết đầu họ không dạy đâu, vào lớp rồi là vui chơi cái đã. Tiết đầu tiên họ nói là tiết đầu thật ngầu mà, là vào lớp là cô trò giao lưu để tạo ra sự thân thiện trước. Bản thân tôi đi dạy cũng vậy, khi dạy cấp 2, cấp 3 tôi cũng không tiết đầu mất luôn. Cái buổi đầu giao lưu với lớp là đến là chỉ có hỏi han nhau này, rồi tạo ra những cái nội quy do chính lớp tự đề xuất này, rồi là giới thiệu những cái phương pháp mới mà cô sẽ dùng trong quá trình dạy học môn này này. Từ kỳ này là chúng ta sẽ có những bài như thế này này, nếu mà điều kiện cho phép thì chúng ta sẽ có một buổi đi đâu này. Nếu tinh thần học của lớp tốt thì chúng ta sẽ có một cái buổi là làm cái gì đó này, tổ chức cái gì đó trong thời gian bao nhiêu tại lớp học hoặc là tại sân trường. Đó là mình có những cái cách thức để mình dụ học sinh của mình tham gia vào cái bài học ấy. Thì đó là bốn cái chia sẻ, bốn cái lưu ý chúng tôi chia sẻ với các thầy cô, để các thầy cô có thể lưu ý trong khi dạy cái môn khoa học tự nhiên lớp 6. Đó là bốn cái lưu ý. Đây là cái bảng tóm tắt các phương pháp dạy học tích cực hay là phương pháp dạy học chủ động. Thì cái này thì có thể một số thầy cô có rồi, một số thầy cô thì chưa có, thì tôi xin giới thiệu các thầy cô. Những cái phương pháp này là phương pháp dùng khá nhiều và được tác giả giới thiệu khá nhiều trong sách giáo viên đấy ạ. Thì là ở đây có tên phương pháp này, cột thứ hai là mô tả tóm tắt phương pháp này, và cột thứ ba là những cái năng lực mà cơ hội cho các hình thành các cái năng lực cho học sinh. Ví dụ như là phương pháp động não thì sẽ có thể hướng tới hình thành năng lực tư duy chủ động sáng tạo. Rồi phương pháp là think pair share, tức là chia sẻ theo cặp. Đó. Thì năng lực hình thành là có thể là năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tư duy phản biện. Và cách thức thực hiện là giáo viên nêu vấn đề cần thảo luận, quy định thời gian và cách thức chia sẻ, học sinh làm việc theo cặp, lắng nghe và trình bày ý kiến, bảo vệ và phản bác ý kiến với bạn trong cặp, trong cái cặp hoạt động đó. Rồi phương pháp tổ chức hoạt động theo nhóm, thì cái này thì giáo viên quen thuộc lắm rồi, thì sẽ phát triển rất rõ ràng, đấy là năng lực giao tiếp và hợp tác. Tuy nhiên đối với phương pháp học tập tổ chức học tập theo nhóm ấy, thì rất nhiều giáo viên có phản ánh lại là các thầy cô khi mà sử dụng cái phương pháp này thì gặp một số khó khăn. Ví dụ như lớp học đông thì dẫn đến là nhiều nhóm, hoặc là nhóm quá đông người, hoặc là lúc kiểm tra đánh giá thì sẽ không đủ thời gian, vì một tiết của chúng ta chỉ có 45 phút thôi. Vậy thì tổ chức hoạt động theo nhóm phải giải quyết cái hạn chế này như thế nào? Thì đúng là hoạt động theo nhóm thì có cái ưu điểm chính là phát triển được cái năng lực giao tiếp và hợp tác. Rồi học sinh sẽ chủ động tư duy, chủ động độc lập, có kế hoạch làm việc. Tuy nhiên là cái hạn chế như các thầy cô cũng đã phản ánh lại, đấy là cái quản lý nhóm như thế nào, rồi đánh giá nhóm như thế nào. Thì cái này trong cái phần kiểm tra đánh giá thì các thầy cô chúng ta sẽ quay lại. Và để khắc phục những cái hạn chế đó thì thầy sẽ chúng ta chỉ cần thay đổi cái cách đánh giá học sinh trong nhóm là chúng ta có thể khắc phục được những cái nhược điểm của phương pháp này. Rồi dạy học dựa trên vấn đề, thì để phát triển năng lực giải quyết vấn đề, rồi năng lực hợp tác nữa. Với cái phương pháp dạy học dựa trên vấn đề thì có nhiều giáo viên là cũng đã sử dụng. Tuy nhiên là khi tham gia dự giờ một số giáo viên thì tôi thấy là giáo viên đôi khi cho rằng là chỉ cần đưa ra một cái câu hỏi tình huống thì và sau đó là
giải quyết cái câu hỏi đó thì gọi là dạy học giải quyết vấn đề, nhưng mà thực ra là dạy học giải quyết vấn đề nó phải trải qua những cái bước cụ thể, thì như vậy mới thì học sinh mới có cái các cái mới hình thành được các cái tiêu chí của năng lực giải quyết vấn đề đó. Thì các thầy cô cũng đọc thêm về những cái phương pháp này. Về đây những cái phương pháp mà tôi giới thiệu ở đây là những cái phương pháp mà phù hợp để dạy các cái kiến thức thuộc môn khoa học tự nhiên lớp 6. Phương pháp đóng vai, cái phương pháp đóng vai này cũng có những cái ưu điểm, và những bất cứ một phương pháp nào cũng có những ưu điểm và hạn chế, nhưng mà phương pháp đóng vai thì thông thường là có cái cơ hội để học sinh hình thành những cái phẩm chất như là phẩm chất nhân ái, trung thực, rồi cũng có khả năng là hình thành cái năng lực tư duy phản biện đó, rồi dạy học qua làm đồ án dự án hay là dạy học thông qua dự án. Thì dạy học dự án là là một trong những cái phương pháp dạy học mà khá phổ biến hiện nay. Thì thông qua cái dự án nhỏ nhỏ thôi, dự án thì có nhiều loại dự án. Đối với môn khoa học tự nhiên lớp 6 của chúng ta thì chúng ta nên sử dụng những cái dự án nhỏ nhỏ thôi, nên cho yêu cầu học sinh làm những cái dự án nhỏ thôi. Ví dụ khi làm về đa dạng sinh học chẳng hạn, thì có thể là cho học sinh làm những cái dự án về khảo sát xem là ở địa phương, ở khu vực nơi em sinh sống thì hiện nay cái đa dạng thực vật hoặc là đa dạng động vật ngoài thiên nhiên như thế nào. Thì còn nếu như mà điều kiện của vùng miền của các thầy cô là ở cái nơi mà có rừng nguyên sinh chẳng hạn, hoặc có khu bảo tồn, thì có thể là cho học sinh làm những cái dự án về khảo sát cái tính đa dạng ở các cái của các cái sinh vật vùng đệm chẳng hạn. Thì có rất là nhiều những cái dự án phù hợp với học sinh lớp 6 mà trong chương trình của chúng ta cũng có, mặc dù trong sách giáo khoa không không thể không 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 thể đưa vào những cái nội dung đó thì nên dạy bằng dự án, không thể đưa vào được, nhưng mà trong sách giáo viên thì chúng tôi cũng có hướng dẫn những cái dự án nhỏ nhỏ. Còn cách thức làm dự án thế nào thì lại các thầy cô lại phải tham khảo những cái cuốn chuyên về phương pháp dạy học. Thì trong sách giáo viên thì chủ yếu là định hướng cho các thầy cô cách dạy từng nội dung của từng bài một thôi. Rồi phương pháp nghiên cứu tình huống chẳng hạn cũng là một trong những cái phương pháp mà khá mới, thì cái này thì giáo viên thì lại dùng nhiều, nhưng mà chúng ta cũng có thể đưa ra những cái tình huống giả định để cho học sinh tranh luận, học sinh giải đáp kiểu case study, giống như là khi chúng ta đưa ra những cái khi giáo viên cũng có những cái sinh hoạt chuyên môn ấy, là để theo kiểu nghiên cứu bài học ấy, case study ấy, thì chúng ta cũng có thể làm cái áp dụng cái điều đó cho học sinh, thì chúng ta đưa ra những cái tình huống nào đó mà yêu cầu học sinh tham gia vào cùng nghiên cứu, cùng trao đổi để cùng đưa ra những cái kết luận. Rồi phương pháp mô phỏng chẳng hạn, phương pháp mô phỏng này thì dùng khá là nhiều trong khi mà trong trong dạy các cái nội dung liên quan đến những cái thực nghiệm. Ví dụ như trong vật lý, trong hóa học, trong sinh học có những cái thí nghiệm mà mình có thể yêu cầu học sinh tích hợp, cái này là tích hợp liên môn, có thể là tích hợp liên môn và tích hợp trong cái môn khoa học tự nhiên luôn, đó là vận dụng cả kiến thức vật lý, hóa học, sinh học để thiết kế những cái mô hình, những cái thí nghiệm ảo, có vận dụng cả tin học, ngôn ngữ lập trình tin học nữa. Đối với học sinh lớp 6 thì bây giờ trình độ tin học của các con khá tốt, có những em ở cấp tiểu học thôi đã có thể làm những thí nghiệm mô phỏng rồi. Đó. Rồi phương pháp thứ 9 là phương pháp học tập phục vụ cộng đồng, thì cái này cũng rất là mới, thì đây là những cái phương pháp mà phát triển năng lực và phẩm chất rất là tốt cho học sinh. Thì học sinh có thể tham gia vào những cái dự án học tập phục vụ cộng đồng như là khảo sát về cái bệnh truyền nhiễm mùa hè năm nay như thế nào do vi sinh vật gây nên chẳng hạn đó, hoặc là khảo sát về cái việc là sử dụng cái hóa chất bảo vệ thực vật trên đồng ruộng thông qua cái việc là thu thập các cái thu 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 thập và xử lý báo cáo lại các cái vỏ của các cái chất hóa học được sử dụng trên đồng ruộng, trong hoặc là trong các cái trên các cái vườn, các cái khu khu khu, khu sinh thái chẳng hạn đó. Thì đó là một số những cái phương pháp xin giới thiệu với các thầy cô mà rất phù hợp trong dạy học môn khoa học tự nhiên lớp 6. Và đây là một số những cái kỹ thuật dạy học, thì kỹ thuật dạy học thì nhiều vô vàn, và kỹ thuật dạy học là những cái hành động cụ thể của giáo viên và học sinh. Đặc biệt là những cái kỹ thuật dạy học là bộc lộ mô phỏng rất rõ, mô tả rất rõ cái việc là học sinh phải làm gì trong cái hoạt động đó. Cho nên là
Về kỹ thuật dạy học thì ở đây chỉ có kể tên, chỉ ra một vài cái tên thế này, nhưng mà kỹ thuật dạy học nếu mà liệt kê ra người ta có thể kê đến hàng trăm kỹ thuật dạy học, và tất cả kỹ thuật dạy học đều do giáo viên tự thiết kế, tự sáng tạo ra hết. Có nhiều giáo viên đưa ra những cái kỹ thuật dạy học nghe rất là vui, ví dụ như là dạy học theo hợp đồng. Đó, giáo viên có thể là có những cái hợp đồng nhỏ nhỏ rất là yêu, là hợp đồng với học sinh là nếu mà học xong cái chủ đề này, học sinh mà tiến bộ ở lĩnh vực nào, hoặc học sinh có thể thiết kế được cái thí nghiệm để chứng minh cái gì đó và quay lại hợp đồng theo nhóm chẳng hạn, rồi thì sẽ được thưởng điểm thế nào, rồi là sẽ được những cái khen thưởng thế nào đó. Thì có những cái kỹ thuật dạy học mà được giáo viên biến thể được dùng khá là nhiều hiện nay. Cũng có thể là đối với chúng ta sau này khi chúng ta dạy khoa học tự nhiên 6, chúng ta có thể nghĩ ra những cái cách dạy, thì đó là kỹ thuật dạy học thôi. Những cái tài liệu viết về các kỹ thuật này cũng rất là nhiều, có ở trên mạng. Đây là ví dụ về bài lên lớp hình thành kiến thức mới. Thì cái này sáng nay thầy Giác cũng chắc là cũng đã chia sẻ với các thầy cô rồi. Đó. Các thầy cô chắc là cũng thầy Giác cũng chia sẻ với các thầy cô rồi. Đấy là từ cái bài học trong sách giáo khoa thì thiết kế cái kế hoạch dạy học như thế nào. Thì hiện nay có rất là nhiều cái yêu cầu về kế hoạch dạy học. Tuy nhiên là tác giả không có đưa ra cái lời khuyên cho các thầy cô là sẽ dùng mẫu nào để soạn giáo án, mà tác giả chỉ giới thiệu với các thầy cô những cái nguyên liệu có thể sử dụng để lắp vào giáo án mẫu mà sau này khi đi dạy ở địa phương các thầy cô yêu cầu là dùng mẫu nào, thì các thầy cô có thể sử dụng cái nguyên liệu mà tác giả thiết kế trong sách giáo viên để đưa vào. Và chúng tôi trong cái bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô về cái cách để chuyển thể từ cái bài học sang cái bài học trong cái sang cái kế hoạch dạy học minh họa trong sách giáo viên. Thì thầy cô thấy là trong cái bài 20 này thì cái mục tiêu chỉ có hai gạch đầu dòng thôi. Là mục tiêu này thì nhìn đây thì các thầy cô thấy đây là mục tiêu về mặt kiến thức. Đó. Và cái mục tiêu này các thầy cô chỉ cần bám vào đây thôi, thì các thầy cô khi tổ chức dạy học xong cái bài đó, học sinh đạt được cái hai cái mục tiêu này về kiến thức là đã đáp ứng ứng được yêu cầu của bộ rồi. Và với cái mục tiêu này thì sử dụng thì sau này khi kiểm tra đánh giá ở cấp độ vĩ mô, tức là các cấp cao hơn chẳng hạn, các cấp quốc gia hoặc là cấp địa phương, thì các những người ra đề cũng phải bám sát vào cái yêu cầu cần đạt này, và cái mục tiêu trong mỗi bài học này đã phản ánh được 100% yêu cầu cần đạt rồi. Đấy, vì vậy các thầy cô sẽ không lo cái việc là sử dụng sách này thì có đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt của chương trình hay không, nếu như mà dựa vào sách khác để ra đề thì thế nào vân vân, thì các thầy cô không phải quan tâm đến chuyện đó nữa, bởi vì chỉ cần đáp ứng được mục tiêu này thì đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình rồi. Và yêu cầu của chương trình là kim chỉ nam cho tất cả các kỳ kiểm tra đánh giá, không thể dựa vào vào cái tài liệu nào khác được đó. Và trong cái nội dung của bài thì các tác giả cũng hướng tới hoàn thiện hai cái hướng tới làm rõ hai cái mục tiêu này, và sau khi học xong là học sinh phải đạt được hai cái mục tiêu này về mặt kiến thức. Tuy nhiên nhiệm vụ dạy học bây giờ không dừng lại ở hình thành mục tiêu cho học sinh mục tiêu về kiến thức nữa, mà phải có mục tiêu về năng lực chung, năng lực khoa học tự nhiên và phẩm chất. Vậy thì làm thế nào từ hai mục tiêu này mà có thể chuyển thành mục tiêu về năng lực chung, năng lực khoa học tự nhiên và phẩm chất? Thì tôi hướng dẫn các thầy cô cách chuyển thể. Thứ nhất là về năng lực chung. Năng lực chung thì các thầy cô bám vào ba cái năng lực là của bộ trong cái chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo thông tư 32, là năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thì ba cái năng lực này có ở trong chương trình dành ở trong chương trình phổ thông, mà cái cột dành cho cấp trung học cơ sở thì được mô tả rất dài. Tuy nhiên trong cái bài học này thì chỉ có một cái các cái năng lực này chỉ có thể đạt đến những cái biểu hiện rất là nhỏ thôi. Đó, ví dụ như năng lực tự chủ và tự học thì cái bài học này thể hiện là
thông qua việc là học sinh sau khi học xong thì học sinh sẽ chủ động tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi tìm hiểu về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan cơ thể và mối quan hệ từ tế bào hình thành đến mô và đến cơ thể thôi. Đó. Rồi năng lực giao tiếp và hợp tác thì chỉ cần là có cái biểu hiện là xác định được nội dung hợp tác nhóm để trao đổi về mối quan hệ từ tế bào hình thành nên cơ thể. Rồi giải quyết vấn đề và sáng tạo thì có khả năng là vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề liên quan đến cái mối quan hệ từ tế bào đến mô trong đến mô cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể trong thực tiễn. Đấy, không phải là bài nào cũng phải bao phủ được hết các năng lực này. Có thể bài này tôi chỉ hướng tới hai năng lực là giao tiếp, hợp tác và tự chủ, tự học thôi. Còn cái bài này không có, nó là một cái bài học kiến thức, nó mang tính trung gian. Tức là sau khi học bài này và phải học thêm những bài nữa thì mới có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Còn ở cái bước trung gian này thì chỉ cần là học sinh có thể là hiểu được cái vấn đề của bài học là được. Thì bài này mình có thể không đưa cái yêu cầu về năng lực này vào. Cái việc đưa năng lực này và nào vào là phụ thuộc hoàn toàn vào các thầy cô. Và cái năng lực đó biểu hiện như thế nào cũng phụ thuộc vào các thầy cô. Tức là các thầy cô mà tổ chức dạy học theo cái hướng như thế này thì năng lực hướng tới sẽ như thế này. Đó, chứ còn các thầy cô nói là thông qua thực hiện nhiệm vụ của nhóm là phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, nhưng mà cả cái nội dung bên dưới chẳng thấy hoạt động nào là hoạt động nhóm, hợp tác hay là giao tiếp cả. Không có cái hoạt động nào là học sinh có phải chia sẻ thông tin hay là phải trình bày cái vấn đề hoặc là phải bộc lộ cái vấn đề mà mình hiểu ra. Không có chỗ nào như vậy. Thế nhưng ở trên mình cứ nói là để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác là không đúng. Đúng không ạ? Ở trên mình xác định mục tiêu là gì thì các hoạt động bên dưới mình phải hướng tới để mình đảm bảo phát triển được cái, hoàn thành được cái mục tiêu đó. Còn nếu mục tiêu mình đưa ra mà không đạt được thì coi như mình không hoàn thành được cái bài học đó. Đó. Cho nên là cái mục tiêu kiến thức là mục tiêu cứng. Cái phần này là cái phần mình không được thay đổi. Nhưng mục tiêu về năng lực chung và mục tiêu về phẩm chất mình hoàn toàn có thể thay đổi. Thay đổi phụ thuộc vào cách thức tổ chức dạy học của mình hôm đó, phụ thuộc vào trình độ học sinh của lớp học A. Cũng là bài này nhưng hôm nay mình soạn cho lớp A dạy để mình dạy. Thì có thể mình năng lực chung của mình như thế này, nhưng khi mình dạy lớp B, biết đâu mình thấy học sinh lớp B là cái phần này là không cần phải hoạt động nhóm, vì cái nội dung này là cái nội dung mà lớp B là cái lớp chuyên sâu chẳng hạn, hoặc lớp B là cái lớp có cái học sinh khá giỏi nhiều thì cái phần này các em tự học là được rồi, thì mình lại phát triển một cái năng lực khác chẳng hạn đó. Cho nên là cái phần này là không cứng, phần này là phần linh hoạt. Nhưng các thầy cô thấy là cái nội dung thứ hai về năng lực khoa học tự nhiên thì nếu như các thầy đọc kỹ thì các thầy cô sẽ thấy là cái nội dung của cái mục tiêu này nó trùng với cái mục tiêu về mặt kiến thức. Đấy, là năng lực nhận thức khoa học tự nhiên là trình bày được này, mối quan hệ từ tế bào hình thành đến mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể này. Rồi từ đó nêu được các khái niệm mô, cơ quan, cơ thể và lấy được ví dụ minh họa này. Đó, nó y chang cái mục tiêu trong cái bài 20 này trong sách giáo khoa. Đó là cái năng lực nhận thức khoa học tự nhiên. Năng lực tìm hiểu tự nhiên là những cái năng lực mà thông qua các cái kỹ năng, năng lực đó thì có thể khám phá được thế giới tự nhiên. Thì ví dụ như quan sát cũng là một cách để khám phá. Rồi điều tra số liệu cũng là cách để khám phá. Tiến hành thí nghiệm cũng là cách để khám phá, đúng không ạ? Thì có thêm là cái năng lực tìm hiểu tự nhiên là quan sát nhận ra được mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể. Thì quan sát sự vật hiện tượng, quan sát tranh hình cũng đó là một cái cách để khám phá tự nhiên. Và cuối cùng là cái năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học. Thì là thể hiện qua cái mục tiêu là liên hệ nhận biết được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan cơ thể đó. Tức là đối với cái bài này thì sau khi thấy được cái mối quan hệ, trình bày hiểu biết được cái mối quan hệ từ tế bào hình thành đến cơ thể thì có thể giải thích được là trong cơ thể chúng ta tại sao mà khi một cơ quan bộ phận có vấn đề thì cả cơ quan bộ phận sẽ có vấn đề. Tức là một đoàn tàu thì khi một toa tàu bị hỏng thì đoàn tàu sẽ không thể vận hành được. Đó là cái phần chuyển thể từ mục tiêu, từ hai cái gạch đầu dòng của bài học mà sang cái mục tiêu gồm có phẩm chất, năng lực như thế này.
Các thầy cô lưu ý là cái phần năng lực khoa học tự nhiên thì gần như là cái phần bất biến, nhưng cái phần năng lực chung và phẩm chất thì các thầy cô có thể tùy vào cách thức tổ chức và bối cảnh của lớp học để chúng ta xác định. Cho nên trong sách giáo khoa chỉ yêu cầu về mặt kiến thức thôi, chứ không có đưa ra mục tiêu về phẩm chất năng lực, bởi vì cái phần này là cái phần linh hoạt để các thầy cô tổ chức, chứ sách giáo khoa không được phép đưa ra cái cứng, cái yêu cầu cứng. Còn cái yêu cầu về kiến thức này là cái bắt buộc. Đó. Với cái năng lực, cái mục tiêu như vậy thì cách thức tổ chức dạy học sẽ thế nào? Thì các thầy cô thấy là với năng lực như vậy thì cách thức tổ chức sẽ là này, sử dụng phương pháp trực quan kết hợp phương pháp trò chơi này. Rồi là có nhiều cái phương pháp lắm. Ở đây là giáo viên cả tác giả chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu một vài cái điển hình thôi, giáo viên có thể thay hoàn toàn, không dùng những phương pháp mà tác giả giới thiệu. Hoạt động khác nữa là tìm hiểu mối quan hệ mô cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể, thì có thể là giáo viên cho học sinh tham gia vào sử dụng cái phương pháp dạy học thông qua hoạt động, thông qua trải nghiệm đó, cho học sinh tự tự thiết kế một cái tự thiết kế cái tạo ra một cái cơ quan được tạo thành từ các mô đơn giản chẳng hạn. Đó, hoặc có thể là sử dụng phương pháp trò chơi cũng được, đối với những nội dung kiến thức gần gũi thực tiễn mà đơn giản, không yêu cầu học sinh phải tư duy cao, thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp dạy học rất đáng yêu như vậy để cho học sinh cảm thấy giờ học nó rất nhẹ nhàng. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là phương pháp trò chơi là phương pháp chỉ có để mà giải trí, bởi vì phương pháp trò chơi, thông qua phương pháp trò chơi vừa có thể giải quyết được bài toán về kiến thức, tức là có thể nhận thức được kiến thức thông qua trò chơi, nhưng đồng thời phương pháp trò chơi phát triển được rất nhiều những cái phẩm chất, ví dụ như phẩm chất trung thực. Đó. Khi chúng ta dạy thông thường ấy thì học sinh không cần gian lận, học sinh bởi vì là không có thắng thua, nhưng khi chúng ta tổ chức trò chơi thì rất các em hiếu thắng mà, cho nên là rất dễ là các em có một vài cái gì đó không trung thực để làm thế nào đội của mình thắng chẳng hạn. Vậy thì thông qua cái phương pháp trò chơi thì mình có thể rèn luyện cho học sinh cái, hình thành cho học sinh cái phẩm chất trung thực rồi cẩn thận đó, rồi là những cái năng lực khác như là sự tập, là những cái ví dụ như năng lực về giải quyết vấn đề, làm thế nào mà đưa ra những cái giải pháp để cái trò chơi đó được hiệu quả hơn và để thắng cuộc được đội bạn. Đó là những cái ví dụ về những cái phương pháp mà được cũng khá là mới mẻ mà được các tác giả giới thiệu trong bài học. Rồi đối với cái nội dung này, nội dung tìm hiểu về về các cái mối quan hệ từ cơ quan đến hệ cơ quan cơ thể, thì tác giả có giới thiệu là kết hợp phương pháp trực quan với cái hoạt động nhóm chẳng hạn, để cho học sinh tìm hiểu về, thông qua tranh hình tìm hiểu về các cái cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể, liệt kê được các cái cơ quan quan trọng và các cái thuộc các cái hệ cơ quan quan trọng của cơ thể, xác định được vị trí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người, rồi xác định được cái các cái hệ cơ quan trên cơ thể thực vật. Đó là một số những cái phương pháp mà được gợi ý như vậy, thì các thầy cô cũng có thể thể là xem cái hướng dẫn của tác giả trong sách giáo viên là những cái nguyên liệu mà chúng ta có thể là sử dụng, hoặc chúng ta cải biến, hoặc chúng ta lựa chọn để chúng ta lắp ghép vào những cái giáo án theo mẫu, theo quy định. Thì tôi tin rằng với cái dữ liệu có trong sách giáo viên ấy, thì đó cũng là những cái sách giáo viên cũng là cái sản phẩm rất tâm huyết của các tác giả, các những cái chuyên gia về phương pháp dạy học đã có những cái kinh nghiệm ở phổ thông cũng như là giảng dạy ở bậc đại học, thì đã cũng khá là đầu tư vào cái việc lựa chọn cái phương pháp và kỹ thuật thế nào để gợi ý định hướng cho các thầy cô.
khi các thầy cô dạy học cái môn khoa học tự nhiên lớp 6 này được hiệu quả. À, trong sách giáo viên thì có một cái đặc biệt đấy là tất cả các cái tình huống câu hỏi từ khởi động cho đến vận dụng cho đến ôn tập cuối bài thì giáo viên tác giả đều đưa ra những cái gợi ý về đáp án để định hướng cho giáo viên khi chúng ta sử dụng sách, vì có những cái câu hỏi mà có thể là cái định hướng trả lời nó sẽ theo một cái hướng khác, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo một cái hướng khác để chúng ta hướng đến việc là giải cái câu trả lời đó sẽ phải hướng đến cái nội dung kết luận của bài học. Cho nên là những cái gợi ý này cũng hỗ trợ các thầy cô rất nhiều trong việc các thầy cô giảm được cái thời gian đi tìm các cái đáp án cho các câu hỏi. Tiếp theo là cái phần bài thực hành. Khi nãy là tôi giới thiệu cái cách thiết kế giáo án cho dạy cái bài 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 hình thành kiến thức mới. Còn đối với bài thực hành thì sao ạ? Đối với bài thực hành thì là các thầy cô cũng lưu ý là chúng ta phải bám sát vào mục tiêu của bài thực hành. Nếu như bài thực hành là yêu cầu học sinh thiết kế được thí nghiệm thì chúng ta mới yêu cầu học sinh thiết kế thí nghiệm, còn bài thực hành là yêu cầu học sinh chỉ cần quan sát được thôi đó, thì khác, còn bài thực hành yêu cầu học sinh làm được tiêu bản thì khác đó. Cho nên là cái yêu cầu của bài thực hành, tất nhiên mục tiêu này là tối thiểu, các thầy cô có thể nâng tầm cái mục tiêu này lên, nâng lên lên nó ở cái mức độ cao hơn tùy thuộc vào cái đối tượng học sinh. Đối với học sinh lớp 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 A hay lớp B chẳng hạn, mà thầy cô thấy là cái lớp học sinh này là có thể thực hiện được thí nghiệm thì các thầy cô có thể yêu cầu học sinh làm. Rồi trong các bước thực hiện thí nghiệm thì có thể học sinh sẽ chủ động thực hiện, tự thực hiện một số bước, và một số bước thì giáo viên sẽ hỗ trợ. Thì cái đấy các thầy cô bám vào mục tiêu của bài và các thầy cô phải dựa vào cái bối cảnh thực tiễn, chứ không có áp dụng một cách máy móc, nhưng tối thiểu phải đạt được cái mục tiêu là theo yêu cầu của sách của bài học. Đó. Ví dụ trong bài này thì mục tiêu là quan sát được tế bào lớn bằng mắt thường, tế bào nhỏ bằng kính lúp cầm tay và kính hiển vi quang học. Thì như vậy yêu cầu là học sinh phải quan sát được cái hình dạng, kích thước, màu sắc của các cái tế bào này bằng ba cách. Thứ nhất là bằng mắt thường, thứ hai là bằng kính hiển vi, thứ hai là bằng kính kính lúp cầm tay, và thứ ba là bằng kính hiển vi quang học. Đó. Và đánh giá cái việc này như thế nào? Đối với cái bài thực hành này là nếu như yêu cầu là quan sát được thì phải quan sát thì phải nhận ra được hình dạng, kích thước, cấu tạo ngoài, đúng không ạ? Thì yêu cầu là phải vẽ ra được, hoặc là phải làm thế nào đó để bộc lộ ra được cái việc là học sinh đã nhận thức được vấn đề đó như thế nào. Cho nên là trong sách giáo khoa thì các tác giả đã hướng dẫn các thầy cô một cái bài báo cáo đó, và một cái mẫu báo cáo. Trước đây thì là không có mẫu báo cáo thì giáo viên phần lớn là giáo viên sẽ tự thiết kế mẫu, hoặc có nhiều giáo viên không cần thiết kế mẫu luôn thì thực hành xong thì sẽ kiểm tra đánh giá trực tiếp luôn. Tuy nhiên là trong sách khoa học tự nhiên 6 của Bộ Chân trời sáng tạo thì các tác giả có gợi ý cho các thầy cô một cái mẫu mẫu về cái báo cáo kết quả thực hành, thì các thầy cô có thể thông qua cái báo cáo đó để đánh giá học sinh. Và cái báo cáo đó, yêu cầu của báo cáo cũng cũng các tác giả cũng bám sát cái mục tiêu của bài thực hành.
chứ không có vượt ra cái mục tiêu của bài thực hành. Và ngoài ra có thể đưa ra những cái câu hỏi là mang tính kiểm tra học sinh, xem là học sinh có hiểu cái tiến trình thực hành hay không, rồi có vận dụng được cái bài thực hành này trong thực tiễn hay không. Thì là các tác giả cũng có gợi ý trong sách giáo viên. Trong sách giáo khoa thì có thể là tác giả không đưa vào những cái câu hỏi, nhưng mà trong sách giáo viên thì tác giả có gợi ý những câu hỏi, và giáo viên có thể sử dụng những câu hỏi đó để đánh giá cái sự hiểu, cái mức độ hiểu của học sinh trong cái tiến trình thực hành đó. Và đối với bài thực hành cũng vậy, cũng như bài ôn tập, cũng như bài hình thành kiến thức mới, thì bất cứ một bài nào đều có cái đều đều xác định rõ cái năng lực chung, năng lực khoa học tự nhiên và phẩm chất khi học xong bài đó. Đó, tuy nhiên là nếu như các thầy cô cảm thấy có những bài thực hành mà không phù hợp để phát triển năng lực này hay là phẩm chất kia thì các thầy cô có thể gạch đi. Còn cái yêu cầu bắt buộc về mặt kiến thức là phải như vậy. Đó, nhưng mà rất khuyến khích các thầy cô là làm thế nào để mình tổ chức dạy học bài thực hành cũng phát triển được phẩm chất và năng lực cho người học. Đây là các cái hoạt động trong sách giáo viên hướng dẫn các thầy cô thiết kế và tổ chức cái bài thực hành, dạy học cái bài thực hành. Giáo viên sẽ tổ chức như thế nào, yêu cầu học sinh trả lời cái gì, kiểm tra đánh giá gì. Đây là cái mẫu của cái bài. Đấy, trong sách giáo khoa thì là cái mẫu rất đơn giản như thế này. Là kết quả quan sát tế bào sinh vật, yêu cầu là quan sát thì báo cáo là kết quả quan sát, chứ báo cáo yêu cầu là quan sát thì báo cáo không thể, là em hãy nêu lại các cái sự cái yêu cầu của sự chuẩn bị hay là yêu cầu của tiến trình thực hiện, đúng không ạ? Cái gì yêu cầu cần đạt hỏi thì mình yêu cầu học sinh làm đấy. Và cái báo cáo kết quả này được thể hiện trong sách giáo viên thì chúng tôi đã hướng dẫn các thầy cô rất chi tiết. Xác định mục tiêu là gì này, là phải mục tiêu của cái hoạt động thứ nhất là vẽ và chú thích được tế bào trứng cá này, giải thích được tại sao khi tách tế bào trứng cá chép thì cần nhẹ tay này. Đó là đối với mẫu bài này chúng ta dùng trứng cá chép, còn đối với vùng khác mà trứng cá nào thuận tiện để thu mẫu thì chúng ta làm, cái này không có bắt buộc. Nội dung là quan sát tế bào trứng bằng cá chép bằng mắt thường này. Đó, và ở bên này kết quả là học sinh vẽ và chú thích được tế bào trứng cá, sau đó mô tả được hình dạng ngoài, có hình cầu, hình bầu dục hay là thế nào và màu sắc của nó như thế nào. Đó. Cũng hướng dẫn giáo viên cái cách giải thích của các cái câu hỏi trong bài thực hành. Tương tự như vậy đối với các cái yêu cầu thứ hai và thứ ba. Về bài ôn tập, sách giáo khoa thì không có bài ôn tập. Nhưng mà rõ ràng chúng ta biết là cái bài ôn tập là bài rất quan trọng. Chúng ta có thể kết hợp ôn tập cho một nhiều chủ đề. Đó, chúng ta không không nhất thiết là chúng ta phải cứ xong một chủ đề chúng ta ôn tập. Chúng ta có thể kết hợp nhiều bài ôn tập vào. Nhưng cũng có thể chúng ta có, với cái phân phối chương trình như vậy thì chúng ta có thời gian để chúng ta ôn tập chủ đề, thì chúng ta cũng có thể tổ chức ôn tập chủ đề. Và bài ôn tập chủ đề cũng được xác định là mục tiêu, năng lực chung, năng lực khoa học tự nhiên, phẩm chất. Và cái bài ôn tập chủ đề á cũng có hướng dẫn về phương pháp ôn tập là gì, rồi tổ chức dạy học thế nào, cũng giống như những cái bài các cái bài khác. Thì các thầy cô cũng lưu ý là cái phương pháp mà mình dùng là cái gì thì mình hẵng đưa vào giáo án cái đó. Ví dụ như là trong giáo án là mình nói là mình sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy, hay là mình sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn, hay là kỹ thuật phòng tranh ổ bi bể cá gì đó, và sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, thì cả cái tiến trình của bài đó mình phải sử dụng. Còn nếu mình nói là có bao nhiêu phương pháp, có bao nhiêu kỹ thuật mình cứ liệt kê ra, nhưng mà cả một bài học thì nhìn mãi không thấy cái phần mình sử dụng ở đâu, như vậy là làm cho cái giáo án, cái kế hoạch dạy học của mình nó không logic, nó không thống nhất. Ở trên nói một đường, ở dưới nói một nẻo, đúng không ạ? Và ở trên là phát triển năng lực gì, thông qua dạy học nội dung chỗ nào đó, thì ở dưới đúng cái nội dung đấy mình sẽ phải sử dụng phương pháp gì để phát triển cái năng lực đó. Thì chúng tôi rất mong muốn là giáo viên khi thiết kế giáo án, các thầy cô đầu tư tâm huyết vào các giáo án, bởi vì các thầy cô có thể là bây giờ sẽ là giai đoạn khó khăn, vì các thầy cô đang giai đoạn
bắt đầu sử dụng một cuốn sách mới chưa từng có trên 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 mạng, chưa từng có tài liệu ở đâu cả. Bây giờ tất cả các cái tài liệu giao bán hoặc là các cái tài liệu chia sẻ trên mạng cũng chưa hoàn toàn là những cái tài liệu đã được được qua kiểm duyệt, cho nên là các thầy cô phải rất chú ý trong việc sử dụng những cái giáo án trôi nổi đó. Bởi vì là cái việc các thầy cô thiết kế giáo án như thế nào thì các thầy cô phải bỏ tâm sức của mình vào, có thể làm một mình, có thể làm theo nhóm, nhưng mà rõ ràng là các thầy cô phải đọc để các thầy cô đầu tư vào để nhìn thấy giáo án là một thể thống nhất và ở trên như thế nào, ở dưới như vậy, nói ra cái gì thì phải làm được. Đó. Có rất rất nhiều giáo viên là bê nguyên cái mục tiêu vào nhưng toàn bộ bên dưới chẳng có cái nào liên quan đến cái mục tiêu đấy cả, chỉ có cái nội dung, nội mục tiêu về kiến thức thôi. Thậm chí mục tiêu về kiến thức là đối với cái bài đó là học sinh đầu kiến thức của cái mục 1 là chỉ cần yêu cầu học sinh trình bày được, nêu được, tức là ở một mức độ biết đúng không ạ, rồi ở hoạt động 2 thì là có thể là ở mức độ cao hơn là phân biệt được, so sánh được thì là mức độ hiểu cao hơn, rồi nội dung thứ ba của cái bài đó là có thể là ở mức độ vận dụng. Thế nhưng mà khi tổ chức dạy học thì giáo viên gần như không nhìn vào mục tiêu, thiết kế kế hoạch cũng vậy, là cứ cứ sử dụng phương pháp như vậy nhưng mà không có hướng đến mục tiêu, là đối với mục tiêu trình bày thì mình chỉ dạy ở cái mức độ nào và sử dụng phương pháp nào, còn đối với mục tiêu là ở mức độ vận dụng thì mình phải sử dụng câu hỏi ở mức vận dụng và mình phải tổ chức dạy học để tạo cơ hội cho học sinh được vận dụng. Thì đó mới cái ý đồ đó khi thầy cô thiết kế các bài học trong sách khoa học tự nhiên là chúng tôi rất mong là các thầy cô hiểu ý của tác giả như vậy để các thầy cô thiết kế. Vì tác giả đã thiết kế sách theo các cái bước hoạt động rồi, theo cái tiến trình nhận thức của người học là đầu tiên là khởi động để kích thích tư duy. Hoạt động thứ nhất là khởi động để kích thích tư duy, tạo tâm thế sẵn sàng hoạt động để giới thiệu về cái nội dung chính của bài để học sinh sẵn sàng đón nhận những cái hoạt động tiếp theo để tìm hiểu về vấn đề chính của bài. Đó, đó là các bước đó chính là chu trình của một cái hoạt động nhận thức của học sinh. Rồi tiếp theo đến là sau khi khởi động rồi để học sinh sẵn sàng tâm thế rồi chuyển qua hoạt động thứ hai là hoạt động hình thành kiến thức mới. Hình thành kiến thức mới thì có N các cái đơn vị kiến thức thì cứ lần lượt hình thành như vậy. Và xen kẽ đó là cứ xong hình thành một cái đơn vị kiến thức, kết thúc một hoạt động, một cái kết luận rồi thì có thể sẽ có một bài luyện tập. Đó, bài luyện tập là để làm gì? Để luyện tập lại, tạo cơ hội cho học sinh ôn lại, học sinh kiểm tra lại, vận dụng lại những cái luyện tập lại những cái kiến thức đã học vào cái thông qua một cái câu hỏi luyện tập nào đó để học sinh được 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 nhắc lại. Rồi có thể có một cái hoạt động vận dụng. Đó là để coi là cái hiểu biết của học sinh có thể vận dụng vào trong việc giải quyết một nhiệm vụ học tập hay là một cái tình huống trong thực tiễn hay không. Đó, thì hiểu được ý tác giả rồi thì giáo viên cũng thiết kế cái giáo án theo cái định hướng như vậy. Và mục tiêu đặt ra là gì thì phương pháp dạy học như thế nào thì hoạt động tổ chức như vậy. Đó, chứ đừng đừng có là xong mục tiêu thì mình không quan tâm đến mục tiêu nữa, xong phương pháp mình không quan tâm phương pháp, xong cái phần nội dung thì mình không quan tâm thì kiểm tra đánh giá nữa. Tất cả các hoạt động trong bài học và trong giáo án phải hoàn toàn thống nhất với nhau. Thì nếu như giáo án như vậy thì cái quá trình dạy học mình mới thống nhất được, mình mới đi theo một cái logic nhận thức thì học sinh sẽ tiếp thu bài học một cách nhẹ nhàng và mới thích thú với cái giờ học của mình. Còn nếu bản thân mình đang còn lúng túng trong cái việc tổ chức như vậy thì học sinh cũng rất khó để lĩnh hội bài học một cách nhẹ nhàng và cô cũng áp lực, trò cũng áp lực, dẫn đến là cái hậu quả của cái dẫn đến cái hệ lụy là chúng ta dạy học sẽ rất là mệt mỏi, trong khi đáng lẽ ra chúng ta không cần phải gồng mình lên như vậy, vẫn có thể dạy học một cách nhẹ nhàng cái môn khoa học tự nhiên đúng không ạ? À, cái bài ôn tập này thì có cái phần là hoạt động thứ nhất, đấy là tất cả các bài ôn tập đều được thiết kế theo kiểu dạng như thế này. Hoạt động thứ nhất là hoạt động hệ thống hóa kiến thức. À, tức là thông qua sơ đồ thì sẽ học sinh nhìn vào đây thì học sinh sẽ hệ thống hóa được hết trong chủ đề có những loại kiến thức nào thì sẽ đưa vào đây. À, chúng ta biết rằng cái việc hệ thống hóa kiến thức cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì nhiều khi chúng ta nếu chúng ta không nghĩ rằng quan trọng thì sẽ rất vất vả cho học sinh khi học sinh hệ thống hóa kiến thức, bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không hệ thống tốt thì đến lúc tìm lại để áp dụng sẽ rất khó. Và ví dụ như là
cái sơ đồ này chẳng hạn, thì cứ học về biểu diễn lực, học về tác dụng của lực, học về cách cách đo lực, học về phân loại lực, đơn vị đo lực chẳng hạn. Cứ như vậy, cứ mỗi một cái kiến thức mới thì nó sẽ được lắp ghép vào cái hệ thống kiến thức logic mà học sinh đã có. Đó, cho nên là cái việc hệ thống hóa là việc quan trọng ở chỗ đó. Giống như cách chúng ta sắp xếp sách và dùng giá sách cũng vậy. Nếu cứ mỗi lần mua một cuốn sách về mà chúng ta cứ nhắm mắt, chúng ta thả vào trong giá sách, thì đến lúc chúng ta không kiểm soát được chúng ta có bao nhiêu cuốn sách loại như vậy. Đó, nếu như mà sách giá sách của chúng ta chia thành từng ngăn, ngăn trên cùng là sẽ là sách về khoa học tự nhiên, ngăn thứ hai là sách về khoa học xã hội, ngăn thứ ba là các loại báo tạp chí, ngăn thứ tư là các loại sách về về triết lý, đạo lý vân vân chẳng hạn. Đó, nếu mà cứ mỗi lần mua về mua một cuốn sách về khoa học tự nhiên, đọc xong chúng ta đặt nó đúng vào cái ô khoa học tự nhiên, thì chúng ta sẽ kiểm soát được chúng ta có bao nhiêu sách về khoa học tự nhiên rồi. Đó, và khi cần vận dụng, khi cần dùng sách cũng như kiến thức khi cần vận dụng, thì biết rút ở đâu là nhanh nhất, lấy ở đâu là nhanh nhất. Đó. Còn nếu chúng ta cứ bỏ lộn xộn vào trong đó, có khi chúng ta có rồi mà tưởng chưa có. Sách có khi mua về mới biết hóa ra mình cũng có rồi. Đấy, cứ nhớ nhớ quên quên. Còn nếu mà mình sắp xếp nó một cách khoa học thì kiến thức cũng vậy. Cái việc hệ thống hóa kiến thức là một trong những cái việc làm quan trọng để giáo viên hướng dẫn để học sinh. Cái này cũng phù hợp với cái quy luật nhận thức sinh học. Hoạt động thứ hai là hoạt động vận dụng. Đối với hoạt động vận dụng thì sẽ sách giáo viên thiết kế là gồm có các bài tập. Các bài tập này là những cái bài tập mà mang tính khái quát, có thể có bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận, bài tập phát triển năng lực. Thì thông qua các bài tập này thì học sinh cũng ôn tập lập bài khá là hiệu quả. Đó là cái ý tưởng của sách, của cái giáo án về ôn tập. Các thầy cô có thể tham khảo cái nguyên liệu này để các thầy cô lắp ráp vào cái kế hoạch bài học mà sau này các thầy cô đi dạy. Đó là những cái gợi ý của tác giả. Cái bảng mà giới thiệu các động từ mô tả mức độ thì các thầy cô nên biết. Cái này có lẽ các thầy cô cũng đã có rồi. Tuy nhiên thì các thầy cô nên biết để các thầy cô nên thuộc luôn ấy. Cái này là hiểu và thuộc luôn, là mức độ biết thì dùng những động từ gì, mức độ hiểu thì dùng động từ gì, và mức độ vận dụng thì dùng động từ gì, để làm gì ạ? Để khi các thầy cô đọc sử dụng sách giáo khoa ấy, thì các thầy cô thấy là nếu như trong sách giáo khoa dùng những cái động từ này thì nghĩa là yêu cầu dạy học là phải ở mức độ này. Đó, ví dụ yêu cầu của sách giáo khoa là chứng minh được, thì nghĩa là cái hoạt động này thầy cô phải tổ chức cho tới tối thiểu là học sinh phải vận dụng được. Đó, còn nếu mà sách giáo khoa chỉ yêu cầu học sinh kể tên được những cái động từ hoặc phát biểu được, nêu được, trình bày được chẳng hạn, thì cái mức độ mà các thầy cô tổ chức và đánh giá học sinh cũng có thể chỉ mức tối thiểu, chỉ cần dừng lại ở mức độ biết thôi. Tất nhiên các thầy, đấy là mục tiêu yêu cầu cần đạt, là tối thiểu các thầy cô có thể làm tốt hơn, học sinh có thể nhận thức tốt hơn thì có thể nâng cái mục tiêu này lên. Tuy nhiên tối thiểu là phải đạt được như vậy. Nâng lên, nhưng là nâng lên để phát triển năng lực phẩm chất, chứ không khuyến khích các thầy cô là thêm nhiều kiến thức vào, tăng độ khó lên, làm tăng cường cái kiến thức hàn lâm lên thì sẽ làm cho học sinh mệt mỏi hơn. Và như vậy là trái với cái quan điểm chỉ đạo của chương trình là giảm thiểu kiến thức hàn lâm, tăng cường thời lượng thực hành, thực tiễn, trải nghiệm để học sinh có cơ hội phát triển phẩm chất và năng lực. Sang đánh giá rồi. Như vậy là trong thời gian cũng 1 tiếng rưỡi thì tôi đã cố gắng chia sẻ một cách chi tiết nhất những cái hiểu biết của mình và những cái cách thức để các thầy cô tổ chức dạy học cái môn khoa học tự nhiên lớp 6 thuộc cái bộ sách Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được hiệu quả nhất. Tiếp theo bây giờ thì xin mời các thầy cô nghỉ giải lao 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ có một cái phần hỏi đáp cho các thầy cô. Các thầy cô tập trung những câu hỏi, không biết sáng nay thầy Giác làm thế nào,
chúng ta có thể hỏi thông qua trước tôi chúng tôi đã nhận được cũng khá là nhiều các cái câu hỏi của thầy cô, tuy nhiên là các câu hỏi thì trùng nhau rất là nhiều và không biết là sáng nay thầy Giáp đã giải đáp được những cái câu hỏi như thế nào rồi. Thì sau sau đây thì chúng ta sẽ có cái phần hỏi đáp và bây giờ mời các thầy cô nghỉ giải lao 20 phút, 3:20 thì chúng ta sẽ quay lại cái phòng học.